Ạ. Uh, xin chào tất cả chị, các bạn uh, rất vui được gặp lại cả nhà trong uh, video của buổi tối hôm nay chúng ta sẽ nhìn nhận về áp lực của thị trường trong giai đoạn của ngày hôm nay uh, khi mà biến động của uh, một phiên giao dịch mà mang cái tính uh, Thật sự là mang uh, nhiều cảm xúc cho cho phiên uh, khi mà buổi sáng thì chúng ta có nhịp tăng tăng trưởng và thậm chí là chỉ số vn30 cũng có dấu hiệu là lập đỉnh mới nhưng sau đó thì lại là áp lực điều chỉnh giảm thì uh, vấn đề ở chỗ là cái câu chuyện điều chỉnh giảm này nó đang nằm ở vị bị thế nào và đang nằm ở trong một tình huống nào và liệu là chúng ta có cơ hội nào để chúng ta giao dịch trong những thời gian đến hay không và chiến lược sẽ sẽ là như thế nào thì chúng ta sẽ cùng nhìn nhận qua một tí về thị trường theo một cái góc độ là góc độ và nhìn cái liên thị trường nhiều hơn là mỗi thị trường ở trong nước nhé Ok, à, thì đầu tiên là mình sẽ cùng xem qua một tí đi về chỉ số của VNX ngày hôm nay à, nếu anh chị có theo dõi video ở trong một thời gian dài ấy, thì sẽ thấy là à, cái việc áp lực của chỉ số của VNX nói chung ngày hôm nay ấy là nó vẫn đang theo một câu chuyện mẫu hình nêm thôi. Nếu à, mà ngày hôm qua là chúng ta có một cái nêm rất rõ. Thì bây giờ chúng ta mình sẽ vẽ lại cái nêm này để anh chị các bạn có thể thấy một cách rõ ràng hơn. À, đó là với Binance thì hiện nay là đang ở trong chính xác ở cái vùng cản giá của 1.274, à, 1.275 và 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 đang cố gắng là bứt phá ở vùng này. Nếu mà chúng ta nhìn lại ấy, thì cái câu chuyện bứt phá của à, cái câu chuyện bứt phá của dòng tiền lần này nó nó gần giống như là À, gần giống như là cái thời điểm của à, cái vùng giá của 1.200 à, gần giống như thời điểm của giá 1.200 đó là giá bắt đầu cứ lên lên khu vực này bắt đầu áp lực điều chỉnh giảm và sau đó lại lên khu vực này áp lực điều chỉnh giảm thì bây giờ chúng ta đã có một nhịp nhún test rồi đã một nhịp à, nhún và test thành công rồi và hiện nay là là nếu mà nhìn vào cái góc độ và bức tranh rộng hơn đấy thì thì có vẻ như là chúng ta đang xây dựng được một cái mẫu hình đêm giá và mình cũng vẽ lại thôi mỗi hình đơn giá hôm qua với hôm nay thì có thể thấy rõ là thực ra là giá cũng đang có một cái phản ứng tại cái dòng tiền mà đã chốt lời với những cái nhóm cổ phiếu lớn à, đã tăng trưởng mạnh trong một thời gian qua thì bây giờ là dòng tiền bắt đầu chốt lời và đồng thời là giá nó cũng bắt đầu chui vào cái nền hẹp thì bây giờ à, cái điều chúng ta vẫn kỳ vọng thôi thực tế phiên giao dịch ngày hôm nay không xấu à, không hề xấu nếu mà so với à, nếu mà so với diễn biến của thị trường toàn cầu nhé À, chúng ta hãy xem một tí về câu chuyện uh, diễn biến dịch thị trường toàn cầu ngày hôm nay chúng ta đầu tiên là hãy so về một cái chỉ số là spx spx thì ngày hôm qua bị giảm khá là sâu uh, áp lực giảm của spx nó đến từ cái nỗi nỗi lo về câu chuyện của lạm phát uh, spx thì hôm qua bị giảm một cây uh, mang tính là, là là quyết định về cái xu hướng hiện tại rồi là liệu còn tăng được nữa hay không ấy, thì chúng ta sẽ cần một câu chuyện là nhún và rút chân thì lúc này chúng ta mới điểm wash out để mà kéo, kéo một cái nhịp tăng giá và nếu mà trường hợp không có nhịp wash out này ấy, thì rất nhiều khả năng SPX sẽ rơi về vùng giá sâu hơn và 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 đây cũng là lý do mà khiến cho một cái chỉ số leading cũng như là thị trường toàn cầu đang ở trong cái thế gọi là thế điều chỉnh giảm ví dụ như là chúng ta xem thử cái chỉ số MSCI Taiwan à, chúng ta hãy xem thử uh, Taiwan MSCI nhé chỉ số Đài Loan à, chỉ số MSCI của Đài Loan thì ha, hai ba hôm nay cũng đã được điều chỉnh giảm rất là sâu và nó tác động khá là mạnh cho đến cái tâm lý của thị trường trong giai đoạn uh, trong giai đoạn này đặc biệt là thị trường ở trong nước và đó là lý do tại sao mà chúng ta có những phiên giao dịch cài năng lượng uh, một phiên tăng là một phiên giảm và sau đó là một phiên tăng là một phiên giảm tức là đưa cho cái cảm xúc của nhà đầu tư từ cái bước là là kỳ vọng lẫn chuyển sang trạng thái thất vọng và lại là kỳ vọng vào phiên hôm sau thì những cái thời điểm này là thời điểm mình đánh giá là câu chuyện rung lắc nếu anh chị uh, theo dõi thì cũng sẽ thấy là cái quan điểm mà rung lắc ấy nó đang duy trì được uh, duy trì được mấy hai hai 3 hôm nay rồi. Chúng ta vẫn tiếp tục là một cái kỳ vọng mà rung lắc khi mà tiền uh, chưa chưa vào và dòng tiền rất thận trọng. Và nếu nó vào ấy, thì nó chỉ tập trung một số cổ phiếu VN30 cũng như là cái vùng gọi là vùng phân kỳ. Uh, phân kỳ giá VN Index nhưng hôm nay ấy, thì mình đánh giá một hiệu khá tích cực đó là uh, hôm nay thì VN30 lại giảm sâu hơn mạnh hơn so với VN Index của ngày uh, của hôm qua. Tức là sao ạ? Chúng ta có À, chúng ta có cái cái nhìn vào câu chuyện này này cái dấu hiệu phân kỳ nó đã không quá không, không còn quá rộng nữa ở à, dấu hiệu phân kỳ lúc này thì So với vn30 và index thì không còn quá rộng mà bây giờ nó đang ở nhịp trình đơn giản chỉ là lắc lên và lắc xuống thôi thì à, chúng ta sẽ kỳ vọng điều gì với với diễn biến của thị trường lần này đó là kỳ vọng sẽ có những cái à, việc là dòng tiền sẽ bắt đầu chốt dần đối với những cổ phiếu vốn hóa lớn và chúng ta sẽ kỳ vọng là nó sẽ lan tỏa ra những thị trường nó sẽ lan tỏa ra toàn thị trường nhiều hơn và đây mới là cái cơ hội để mà chúng ta kéo tăng uh, cái đà tăng của vnx trong cái nhịp này còn nếu trường hợp mà nếu dòng tiền mà nó chỉ đơn giản là tập trung vào những cổ phiếu vốn hóa lớn ví dụ như là cổ của vn uh, những cổ tương tự như là của tcb này uh, của tcb này hay là cổ của vb Bank này hay là những cổ phiếu tương tự như vậy ấy, thì lúc này là chúng ta sẽ có những cái câu chuyện là uh, lệch lạc pha khá là đáng kể đấy thì uh, nhìn chung nhá À, so với diễn biến của thị trường toàn cầu thì thị trường của chúng ta không không phải là xấu mà thậm chí là đang hứa hẹn cái nhịp tăng trưởng mạnh đó là với nhìn chung nếu mà quay lại câu chuyện mà so với cả chỉ số ch ch châu á đi à, CZH đi chỉ số ch châu á thì cũng thể thấy là câu chuyện rút chân ngày hôm qua và hôm nay là một cái nến giảm thực tế là chúng ta vẫn có một cái nhịp cài răng lược đấy à, tăng này giảm này tăng này giảm này chứ cũng không hẳn là chúng ta có một cái đà tăng có thêm một cái suối nhất định và đó là lý do tại sao mà trong room tư vấn của châu những ngày hôm nay thì chúng ta đã không có không có lệnh giao dịch cụ thể. đến đơn giản là chúng ta chưa có một xu hướng để mà chúng ta giao dịch đâu. À, cái câu chuyện mà vợ bị gỡ vỡ xu hướng trong ngắn hạn thì nó lại đến từ cái vùng của ngày ngày 11/11 ngày cơ. À, tức là khi mà cái vùng giá điều chỉnh khá là sâu thời điểm đó và đến thời điểm này thì cái à, việc giá với chỉ số của phái sinh ấy, nó cũng thế cũng thể cái tâm lý rất là rõ đó là nó bị sập khỏi cái đường vai vật và đang có một chiều hướng xuống nó có vẻ như xấu hơn. Thì à, nhìn chung thì chúng ta sẽ cần phải có một vài phiên tích lũy à, và nếu mà kỳ vọng tốt nhất thì sẽ là vượt bứt phá được cái vùng cái vùng nền giá tại cái vùng cản mạnh là vùng 1274 ở đây. Và nếu mà trường hợp là như vậy thì chúng ta sẽ ở trong cái vị thế là duy trì quan sát nhiều hơn. Và nếu mà trường hợp mà giá à, mà giá bứt phá được cái vùng 1 74 này ấy, thì chúng ta sẽ có một nhịp kéo tăng trưởng lên một cái vùng một, cao hơn hẳn. Ở khi mà chúng ta nếu mà nhìn trong một bức tranh rộng nhé bỏ qua những cái gì mà thị trường toàn cầu đang diễn ra thì chúng ta có một cái nhịp tăng trưởng rất là ok rất là ổn định ở đây tức là sao ạ tức là sao ạ tức là giá bằng một nhịp kéo tăng này sau đó một nhịp giảm và sau đó là tích lũy nền kiểm chứng lại thành công nền giá à, nền giá của 1 nghìn và sau đó là một nhịp kéo bây giờ với thời điểm tháng 5 thì rõ ràng là mình đang bị thiếu động lực tăng trưởng giá thì do vậy là giá nó đang ở trong một cái bộ khung thôi nó diễn biến qua lại trong một trong một cái khung một cái vùng giá này thì đây là điều mà mình nghĩ là cần phải uh, cần phải sức thận trọng trong những cái pha giao dịch sắp đến là như vậy. Chứ còn nếu trường hợp mà bứt phá khỏi cung rồi ấy, thì chúng ta hoàn toàn có thể mở cái lệnh mua mới với những cái cổ phiếu mà mà có những cái tín hiệu điều chỉnh về vùng giá hấp dẫn. Đó là một số nhìn nhận chung về câu chuyện kỹ thuật nói chung là dòng tiền đã bắt đầu xuất hiện này. Uh, dấu hiệu phân kỳ âm bán ra một thời gian dài ấy, thì nó cũng là một cái câu chuyện cảnh báo lớn. Uh, nếu mà chúng ta xem thử về hệ thống uh, chỉ bán tâm lý thị trường của HSC thì có vẻ như cái bức tranh còn còn tốt hơn là cái điều mà mình đang nhìn nhận từ lúc nãy đến giờ đó là gì ạ? Đó là cái dòng tiền trong một tuần trở lại ấy, là bây giờ nó đã cắt ngược lên so với cái dòng tiền một tháng thì tức là sao? À, tức là bây giờ bắt đầu có một xu hướng đảo chiều tăng rồi. À, thường là những giai đoạn đảo chiều tăng ấy nó nó hiếm xuất hiện lắm và khi mà nó xuất hiện ấy thì nó sẽ kéo thị trường tăng trong một giai đoạn dài. Ví dụ như là thời điểm của ngày mùng ba tháng 1 đi, à, ngày à, à, xin lỗi là ngày mùng một tháng 3 trong này thì đang đang định giá lại là ngày mùng 1 mà ngày mùng 3 à, ngày mùng 1 tháng 3. Thì bây giờ ngày mùng 1 tháng 3 là giai đoạn này. Giai đoạn ngày mùng 1 tháng 3 lại đây. Thì lúc này chúng ta sẽ có một cái nhịp là giá lăng qua lăng qua một thời gian sau đó là bứt phá đang chiều mạnh và đặc biệt là một nhím một cái một cái pha rút chân tại ngày 26 ngày 26 tháng 3. Thì với chỉ báo HSC thì chúng ta lại còn một cái điểm tích cực hơn nữa là chúng ta đang cắt ở một vùng giá phí khá là thấp là cái vùng 20 15% ở trên đó thì uh, nếu mà trường uh, ngày mùng uh, uh, mùng 1 tháng 3 thời điểm trước đây ấy, thì là cắt ở tại vùng giá gần 30 cơ thì bây giờ là cắt được cái vùng giá là từ cái vùng 19 đến 20 phần trăm thì nếu mà nhìn vào tình huống này ấy, thì có thể nói một câu chuyện là có vẻ như uh, thị trường chưa chưa bị quá xấu đâu và thậm chí là đang có dấu hiệu là tốt khi mà áp lực bán bắt đầu vơi dần rồi bây giờ chỉ là giữ được nền hay không và có một lực mua mới hay không thứ hai là chúng ta nhìn một câu chuyện thanh khoản vốn hóa ngày hôm nay ấy, thì có thể thấy rõ là trong vốn hóa ấy, thì là có một nhịp kéo tăng à, và đặc biệt là thanh khoản thì bắt đầu xuất hiện cái, cái câu chuyện là dòng tiền bắt đầu lan tỏa ra theo hướng thanh khoản tức là lan tỏa những cổ phiếu khác ngoài dòng trụ à, ngoài những cổ phiếu quan trọng lớn tác động đến thị trường thì bây giờ những cổ phiếu những cổ phiếu các câu chuyện thay lan tỏa thanh khoản cũng đã bắt đầu xuất hiện rồi và đây là lý do mà khiến cho mình cảm thấy là yên tâm với cái nhịp tăng trưởng thị trường lần này Ờ, khi mà chúng ta bị tác động tiêu cực bởi thị trường toàn cầu thì không có nghĩa là thị trường trong nước sẽ bị xấu và đơn giản chỉ là chúng ta nên có một pha giao dịch cẩn trọng hơn trong những ngày sắp đến thôi và đặc biệt là ngày mai nhé Rơi vào thời điểm ngày mai là ngày, cũng là ngày cuối tuần rồi và do vậy là cái việc mà dòng tiền ngày hôm nay họ chưa bứt phá được uh, chưa bứt phá được cái vùng cản đỉnh ấy thì cũng là có lý do của họ tức là nó chưa đủ sức để chúng ta có thể mua lên được ngay uh, với uh, cái khối câu chuyện giao dịch của khối ngoại thì cũng thể thấy rõ bức tranh này cái mà khối ngoại cũng chưa thật sự là ủng hộ đâu nhưng mà nếu mà nhìn chung về câu chuyện của thị trường ấy, thì khối ngoại trong giai đoạn gần đây một thời gian gần đây cũng chưa hẳn là tác động xấu à, cũng như là chưa hẳn tác động đến cái bức tranh chung của toàn thị trường mà khối ngoại ấy, họ bán dòng giảm thời gian từ đầu năm đến nay cũng như là thời gian của năm ngoái thì thực sự là thị trường của chúng ta vẫn có nhịp tăng Nhưng đâu có giảm do vậy là với câu chuyện của khối ngoại thì nó chỉ ở cái câu chuyện là một yếu tố cộng thêm thôi tức là nếu mà trường hợp mà dòng tiền nội ấy, mà họ có thêm khối ngoại mua lên ấy, thì chắc chắn một điều là cái nhịp tăng trưởng sẽ còn mạnh hơn nữa thì đó là nhìn vào bức tranh về về xu hướng thị trường chung nhé à, Không quá xấu để chúng ta có thể là phải kỳ vọng một câu chuyện tiêu cực à, Thứ hai là nếu mà chúng ta nhìn về xu hướng thị trường đi Về giai đoạn của ngày 13 tháng 5 là giai đoạn ngày hôm nay đi Thì xu hướng thị trường vẫn đang được dẫn dắt à, Bởi à, câu chuyện của nhóm tài nguyên cơ bản này Và câu chuyện của nhóm ngành ngân hàng Đặc biệt là tài nguyên cơ bản thì chúng ta đang có câu chuyện về thép Cổ HPG, HSG nói chung là nguyên, nguyên một nhóm ngành thép và chưa có sự thay đổi đáng kể so với những giai đoạn thị trường trước đó ví dụ là nhóm ngành ngân hàng đi thì vẫn vẫn hoàn toàn là khá ổn định với sự tham gia của những cổ phiếu ngân hàng lớn ví dụ là vcb này ctg này tcb hay là vbank hay là mbank trong khi đó nhé, với câu chuyện tích cực của thị trường ấy, thì nói chung vẫn có sự góp sức của những cổ phiếu mà đáng tin cậy là vbank này hay là fpt này tcb này hpg này nhưng rất tiếc là câu chuyện của vinamilk hay là vgc hay là vre lại ở cái vế xấu của vấn đề Bây giờ chúng ta cùng kiểm tra một tí về các cổ phiếu này nhé Xem thử là nó có quay lại được cái đà tăng trưởng hay không Đầu tiên là chúng ta hãy cùng xem qua VRE à, VRE thì mất đà rất rõ à, Mất đà rất rõ và có vẻ như thời điểm này không phải là cái dấu hiệu của nhóm ngành VIN xuất hiện đâu à, Bởi vì thường là nếu anh chị thấy ấy thấy là VIN, VIN là một nhóm dạng cổ phiếu mang tính Là nó uh, mang tính chính trị nhiều hơn Tức là trong thời điểm thị trường xấu thì VIN sẽ xuất hiện và, và sẽ kéo thị trường giống như là thời điểm của thời điểm tháng ngày mùng mùng 9 tháng 4. à, một mình vin có thể kéo được thị trường tăng à, và bây giờ cũng thế thôi à, bây giờ cũng là cái nhịp mà kiểm chứng lại rồi và và trong những tình huống mà thị trường xấu ấy, thì vin nó hay hay xuất hiện còn bây giờ thì mình chưa thấy là là đây là cái cơ hội mà mà để cho vin cần phải ra ra tay để ra sức để mà mà kéo thị trường vào thời điểm này cũng tương tự như vậy với vhm hay là với vre cũng tương tự như vậy À, chưa có động lực tăng trưởng nhất định và nó đang tác động xấu đến chỉ số VN nói chung và đà tăng thì đang đang đa số là đến từ nhóm ngành ngân hàng Ờ à, có nhóm cổ phiếu ngân hàng 8500 trong nhóm ngành ngân hàng cổ phiếu ấy, à, cổ phiếu ngân hàng ấy, thì mình có thể thấy rõ là cái đà tăng vẫn còn đang tiếp diễn và những cái cổ phiếu ngân hàng quan trọng ví dụ là Vbank ấy, vẫn tăng à, thậm chí là hôm nay đạt được target giá 65 rồi nhưng vẫn còn tăng nữa ví dụ, do, vậy là là nó cũng sẽ phần nào đó kích hoạt cái động thái chốt lời từ từ phía dòng tiền lớn ví dụ như là Techcombank đi, Techcombank thì hôm nay xuất hiện dấu hiệu chốt lời rõ hơn khi mà giá chạm cái vùng 50 bắt đầu kéo giảm. Hay là với cổ TCB đi, à, thì cổ phiếu TCB cũng tương tự như vậy, à, xin lỗi là VCB cũng tương tự như vậy, đang ở trong một câu chuyện là thật sự là chưa đủ sức để mà có thể thuyết phục được dòng tiền quay quay trở lại thị trường. Mà do vậy là chúng ta sẽ cần là gì ạ? Nếu trường hợp mà cổ phiếu vốn hóa lớn mà có nhịp điều chỉnh thì bây giờ chúng ta cần sẽ là sự tham gia và tiếp à, tiếp nối đã tăng từ cái vnx nếu mà trường hợp vnx đã tăng thì chắc chắn một điều là là chúng ta sẽ có một chu kỳ mới còn trong trường hợp mà không lan tỏa được thì có vẻ như áp lực điều chỉnh rung lắc sẽ tiếp tục kéo dài trong một vài phiên nữa thì do vậy nhé thì trên quan điểm chúng ta sẽ cùng ưu tiên quan sát nhiều hơn và sẽ kỳ vọng là một số nhịp điều chỉnh trở về để chúng ta có thể giải ngân mới à, tư duy của mình thời điểm này vẫn chưa hoàn toàn là không 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 hề một tí nào là tiêu cực cả. Và đơn giản là chúng ta sẽ cần một nhịp tích lũy và một câu chuyện rung lắc nhiều hơn tại trong giai đoạn sắp đến và đặc biệt là ngày mai nhé. Ngày mai có thể là yếu tố rung lắc nó sẽ đến mạnh hơn đấy. Nếu mà trường hợp như vậy thì chúng ta cứ à, có thể tranh thủ những cơ hội để cơ cấu lại danh mục những cổ phiếu yếu và chúng ta mở ra à, bắt đầu à, lựa chọn cổ phiếu mà có câu chuyện dài hạn hơn để chúng ta có thể giao dịch nhé. Ví dụ như là những cổ liên quan đi cổ DSC này. Uh, hoàn toàn giữ được nền tốt hay là cổ mang tính xuất khẩu với cổ gil này gil hôm nay thì dấu hiệu là bị rút rút đầu nhưng mà gil rút đầu cũng nhiều mà thật sự là cái rút đầu cũng không có thanh khoản nên cũng chả sợ lắm hay là những cổ liên quan đến uh, uh, có rất nhiều uh, ví dụ là ví dụ của hpg thì với mình thì mình thấy là bắt đầu mất đà rồi uh, bắt đầu mất đà bởi vì là câu chuyện của truyền thông gần đây đang đang khá là là xấu với những cái đạt tăng trưởng của uh, hàng hóa nói chung đó là với hpg hay là những cái cổ phiếu liên quan đến phòng thủ ví dụ fpt đi thì nó cũng đang ở trong một cái giai đoạn là lần gừng lần gừng thôi à, cũng không không có đà tăng cụ thể nhưng mà chắc chắn không phải là một cái nhịp à, gọi là một, không không như chắc chắn không phải là một đà, đà giảm đâu à, không phải một cái xu hướng giảm mà đơn giản chỉ là chúng ta kỳ vọng một, một vài pha tích lũy trong thời gian đến nhé ok ạ thì uh, phiên giao dịch của ngày hôm nay thì chúng ta tổng kết được là như vậy uh, áp lực điều chỉnh là một điều mà chúng ta có vẻ như là có thể đoán được ngày hôm nay nhưng mà rõ ràng là nó không 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 hề xấu nếu mà chúng ta so với những cái thị trường khác và chúng ta hoàn toàn vẫn giữ được cái kỳ vọng là thị trường sẽ bứt phá khỏi cái vùng của 1 274 nhá ok ạ à, xin uh, uh, cũng uh, hết uh, video thì cũng xin uh, cảm ơn chị các bạn đã dành thời gian theo dõi và cũng xin uh, uh, chúc cả nhà một buổi tối uh, bình yên và một phiên dịch cuối tuần thành công nhá xin cảm ơn và hẹn gặp lại anh chị trong video lần sau ạ